đang được bán chạy nhất là công ty bên mình, đó là mẫu đèn LED 3 siêu sáng âm trần 7 màu và một mẫu đèn có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Đây là hai mẫu đèn đang được bán chạy nhất là công ty bên mình. Nó được mua rất là nhiều để trang trí pha màu cho những khách sạn nhà, khách sạn 5 sao sang trọng. Những khách hàng mà mua để trang trí cho những cái sân khấu tiệc cưới cũng rất là phù hợp. Màu sắc của một hai mẫu đèn này rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tắt bớt cái mẫu đèn âm trần đi để mọi người xem được cái độ sáng của cái mẫu đèn LED thanh này. Đây là một dòng đèn LED magic, nó có thể chạy và đổi màu 200 kiểu khác nhau. Đèn có chế độ cảm ứng đen nhạt và auto tự động và điều khiển DMS. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế để showroom của công ty bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose N1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.